bàn nữa thôi. Thứ nhất là về ly dị, trong quá trình chuyển hóa thì anh này sẽ kết hợp với sẽ tạo ra được axit mật nha. Axit mật để chi ạ? Axit mật chưa tiêu hóa được. Axit mật sẽ kết hợp với taurin để tạo thành muối mật. Muối mật với đủ tương kháng lipid có trong gan. Rồi thứ hai là chuyển hóa của axit amin thứ hai là glutamate. Trong quá trình chuyển hóa thì sẽ tổng hợp được gamma amino butyric acid theo viết tắt là GABA. GABA này là chất gì ạ? Ức chế dẫn truyền thần kinh chính của hệ thần kinh trung ương. Cho nên nếu thiếu GABA thì sẽ dẫn đến cái tung động dẫn truyền đó nó không có được điều hòa. Và đó chính là cơ chế của bệnh gì ạ? Động kinh nha. Và trong cái thuốc điều trị bệnh động kinh thì nó có cái nhóm gì ạ? Benzodiazepine. Thì tác dụng của cái chất này là tăng tính thấm của màng tế bào đối với lòng, làm tăng tác dụng hoạt động của gan ta. Glutamate này là nguyên liệu để tổng hợp thành glutathione. Glutathione này là một tripeptide tham gia vào các phản ứng oxy hóa tử. Và đặc biệt quan trọng nhất đó là các glutathione dạng khử ở màng tế bào hồng cầu sẽ giúp cho màng tế bào hồng cầu được bền vững, không bị oxy hóa. Cho nên nếu thiếu thì sẽ dẫn đến giảm màng tế bào hồng cầu kém bền và dễ vỡ. Và từ phenylalanine tổng hợp rất là nhiều chất đó, DOPA tổng hợp, phenylalanine tổng hợp các hormone chính giác. Nghe thôi. Rồi các chị thấy đây là bình thường nha, bình thường đó là quá trình mà tổng hợp thành dopamine một cách bình thường. Nhưng nếu như vì lý do gì đấy mà quá trình tổng hợp đấy bất thường, thiếu vắng dopamine thì cái quá trình dẫn truyền của các cái tung động sẽ bị rối loạn, sẽ dẫn đến cái hậu quả là rung cơ số ngắn. Rung cơ tần số ngắn là bệnh gì ạ? Cho nên là nếu như mà mình nói gì kỹ hơn chút ấy, là bệnh Parkinson nó là một cái hậu quả của rối loạn chuyển hóa acetylamine. Mà cụ thể là acetylamine nào ạ? Phenylalanine. Từ tyrosine dưới tác dụng của tyrosine sẽ tổng hợp được melanine. Melanine là gì ạ? Là gì ạ? Sắc tố da, đúng không? Thế cho nên vì lý do gì đó thông thường là do bệnh lý di truyền giảm hoặc là thiếu hẳn enzyme tyrosine, cho nên sẽ không tổng hợp được melanin. Và đấy là cơ chế của bệnh gì ạ? Nó cũng là một cái kiểu thiếu enzyme chuyển hóa acetylamin. Acetylamin kế tiếp đó là arginine. Chuyển hóa arginine sẽ tạo ra được NO, gọi là nitric oxit. Anh này giữ vai trò rất là nhiều trong quá trình góp phần tạo nên cái tính đàn hồi của thần kinh, rồi đông máu hoặc là dưỡng thần kinh. Và cái này thì nó liên quan nhiều hơn đến cái xét nghiệm của mình. Từ acid amin arginine ở cơ, nó sẽ được chuyển thành reatin. Reatin này sẽ được phosphorin hóa thành reatin phosphat. Còn một cái chất gì đấy mà có mang liên kết phosphat thì tôi xem nó như là một cái gì? Liên kết
cho xuất phát là liên kết gì ạ? Có chứa gì? Năng lượng, đúng không? Thế cho nên rề an tiên pháp pháp được xem như là kho dự trữ năng lượng ở cơn. Và đối với một cái người bình thường của mình như thế này, mỗi ngày có khoảng 1-2% rề an tiên pháp pháp cắt đứt gốc phát phát ra, cung cấp năng lượng cho cơ sử dụng. Phần còn lại sẽ được chuyển thành reatinin. Và reatinin này là chất sẽ được theo máu đi đến thận để thải ra ngoài qua nước tiểu. Nha. Thế cho nên mình sẽ có xuất hiện gì để đánh giá chức năng thận nữa ạ? Reatinin. Nha, reatinin. Thì hồi nãy mình có xuất hiện gì để đánh giá chức năng thận rồi? Ure, giờ mình lại thêm reatinin. Vậy thì khi nào làm ure và khi nào thực hiện reatinin? Hay nói khác là giá trị của những xét nghiệm này là như thế nào ạ? Có giống nhau không? Còn không giống nhau chỗ nào? Không giống nhau chỗ nào? Đối với ure thì hồi nãy ấy, là ure được tạo thành từ cái gì ạ? NH3. NH3 từ đâu mà có? Từ acetamin. Acetamin nguồn gốc từ đâu mà có? Từ đâu? Hai nguồn, thứ nhất là nội sinh thì khá ổn, còn ngoại sinh có thể là từ thức ăn. Hay nói cách khác, chế độ ăn mà nhiều đạm thì nồng độ ure trong máu ngày hôm đấy có thể cao hơn ngày hôm trước một chút nha. Hay nó khác là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn, đúng chưa? Còn reatinin này từ đâu mà có? Reatinin phát tác ở cơ. Thế cho nên nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng sợi cơ ở một người nha, chứ nó không phụ thuộc vào chế độ ăn. Điều đó cũng có nghĩa là ví dụ như hôm nay tôi là tôi thì ngày mai tôi không thể nào thành Lý Đức nha. Chỉ có như vậy ấy, thì cái reatinin nó mới tăng lên giữa ngày hôm trước với ngày hôm sau nha. Chính vì vậy mà giữa hai cái xét nghiệm này ấy, thì người ta nói là reatinin thì khá tin cậy hơn trong việc đánh giá chức năng thận, bởi vì nó sẽ không phụ thuộc vào chế độ ăn nha, nó chỉ phụ thuộc vào khối lượng sợi cơ. Như vậy thì tôi thì không thể thành Lý Đức được rồi, nhưng mà có khi nào mà reatinin tăng nhưng không phải do bệnh thận không? Thế nào ạ? Khi có một chấn thương đột nhập cơ, đúng không? Khi đấy reatinin phát phát sẽ bị thoái hóa nhiều hơn nha. Hoặc là khi một cái chuyện gì đấy mà cơ tôi đang cần rất là nhiều năng lượng để mà cần nhiều năng lượng để mà reatinin được tạo ra nhiều ấy. Ví dụ như ngày thường ấy, tôi lười lắm, chả chịu tập thể dục thể hình gì hết, nhưng mà ngày hôm đấy tôi đi tập thể hình nha, thì lúc đấy thế nào ạ? Nó cũng sẽ hơi tăng một chút nha, nó sẽ phụ thuộc vào khối lượng sợi cơ khi mà hoạt động tại đấy. Còn hoạt động cơ thông thường thì gần như là như nhau. Từ trước tôi quan tổng hợp thành serotonin, anh này đóng vai trò rất là nhiều trong các hoạt động. Và các chị sẽ thấy là đối với trường vườn đạo bích, lâu lâu các chị thấy là thuốc nó sẽ có cơ chế tạo ra rất là nhiều cái sản phẩm, các cái sản phẩm kiểu như này nha, nghĩa là nó tạo ra để tác động lên mô đích, thì mình biết nó dựa vào cái chuyển ngang của acetamin. Từ tryptophan tổng hợp được acid nicotinic là vitamin gì ạ? Từ histidine tổng hợp histamin bằng phản ứng gì ạ? Phản ứng gì? Phản ứng gì? Phản ứng gì phía trước mình học rồi? Thử gì? Thử cạn côn tiên nha. Rồi, như vậy thì từ histidine đấy sẽ tạo ra histamin. Nhưng mà hồi giờ ấy, mình nói là histamin không cần học gì hết, các chị cũng đã trả lời được cho tôi từ buổi trước thôi. Histamin là được tạo ra khi có một cái dị ứng, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ thấy thêm được cái là thực sự đối với histamin nó có hai nhóm
rồi từ tiết tê điên thôi chuyển hóa tiếp theo để tổng hợp thành taurin, và đây là chất sẽ kết hợp với axit mật để thành mỡ mật. À, như vậy nãy giờ ấy là mình nói là sự chuyển hóa chuyên biệt của một vài axit amin. Mình chỉ nói một vài thôi, mình chưa nói hết ấy, mà mình thấy tổng hợp tạo ra của nó nhiều quá, nhiều đúng không? Và đây là một cái bảng mà mình gom lại một vài cái mà nó khá là đặc biệt nha. Ví dụ như chuyển hóa của axit glutamic sẽ cho được GABA, cho được glutathione. Chuyển hóa của phenylalanine sẽ cho ra được dopamine, vân vân. Cysteine thì tổng hợp được taurin, arginine thì tổng hợp được reactin ở cơ, vân vân. Thì tất cả tổng dụng các anh này ấy, nó là gì ạ? Sản phẩm sinh học đặc biệt, nghĩa là nó phải có cái vai trò sinh học lên tới mục đích, lên cái mục đích. Và thì đấy cũng là toàn bộ cái bài về chuyển hóa protein. Các chị có gì thắc mắc không?